công ty sản xuất túi lưới xin kính chào quý khách hàng, là công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm túi lưới như túi lưới đựng trái cây, túi lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới chăn nuôi, lưới bông tắm. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn nhất, chiết khấu cao cho những khách hàng mua thường xuyên và các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Xu hướng tiêu dùng thông minh hiện nay rất ưa chuộng những sản phẩm tiện lợi, thân thiện với môi trường. Có nhiều loại bao bì dùng để thay thế các loại túi ni lông thông thường đang được sử dụng phổ biến. Điển hình các loại túi lưới nhựa dùng để đựng hàng hóa, trái cây, thực phẩm. Và thời điểm này, túi lưới nhựa cũng đang được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống siêu thị, cửa hàng để đựng bánh kẹo ngày Tết. Đặc điểm chính của túi lưới nhựa đựng bánh kẹo là có độ co giãn và chịu được sức căng tốt, nên có thể đựng được nhiều loại trái cây, bánh kẹo, thực phẩm khác nhau. Túi với các sợi lưới mỏng, nhỏ nhưng liên kết với nhau chặt chẽ, người dùng vẫn có thể quan sát được sản phẩm bên trong. Với thành phần cấu tạo an toàn, kết hợp phù hợp với nhiều loại bánh kẹo khác nhau, đặc tính nhẹ và thông thoáng nên không ảnh hưởng tới sản phẩm khi được đựng trong thời gian dài. Túi với một đầu hàn nhiệt chắc chắn, một đầu để hở có thể sử dụng móc khóa đi kèm. Móc khóa này có độ chắc chắn cao, giúp cố định miệng chặt chẽ, cũng như có thể sử dụng làm quai sách tiện lợi. Ngoài việc sử dụng để đựng bánh kẹo, sản phẩm còn được sử dụng để đựng các loại trái cây, nông sản, thạch rau câu, đựng đồ chơi vô cùng tiện lợi, đem lại tính thẩm mỹ cao. Công ty chuyên sản xuất túi lưới nhựa với đa dạng màu sắc, kích thước, chủng loại, độ dày mỏng khác nhau, nhận sản xuất theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm hoặc cần hỗ trợ, quý khách hàng vui lòng truy cập website hoặc liên hệ tới số hotline hiện trên màn hình để nhân viên có thể hỗ trợ tư vấn nhanh chóng nhất. Đừng quên nhấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ các video và nhận được nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm của công ty.